Xin chào mừng tất cả các bạn đến với Hợp tác xã Công nghệ cao Nông Thịnh. Và hôm nay là mình sẽ review cho các bạn xem là cái nhà màng mà sau khi mình trồng, mình thu hoạch xong thì nó như thế nào. Và hiện tại là ngoài trời nó còn mưa cả nhà nhá. Mình đã còn đứng ở trong nhà màng. Ở ngoài thì nước chảy róc rách. Ở bên kia là phần ngoài. Đây, nước mưa nó còn ngấm vào đấy cả nhà này. Ở trên này thì trời nó còn mưa, nhưng mà ở trong nhà màng này thì không có gì xảy ra, tại vì ở phía trên là màng lưới PE rồi, nó chắn mưa tốt. Một số bạn hỏi là cái nhà màng này nó chịu được sức gió như thế nào. Thì đây là nhà màng lắp ghép cả nhà nhá. Lắp ghép thì nó chịu được sức báo nó mạnh, dập cấp 13 đến 15 là không sao nhá. Và nếu mà có gì xảy ra thì nó chỉ là bung cái màng PE ở phía trên thôi, chứ nó không thể nào bay được. Còn cái nhà màng mà mình tự làm, tự điều chế ấy, thì nó sẽ bị ảnh hưởng nhiều, có thể là nó sẽ bay hết cả nhà màng. Nhưng mà đây là bên mình đã cũng là tính toán rất là nhiều rồi, và cũng bên kỹ thuật bên mình xây dựng ấy thì người ta có chuyên ngành, nên là nhà màng thì mình mà xét một cái nhà màng như thế này thì không sao cả nhà nhé. Bên mình sẽ có đổi kỹ sư, kỹ thuật hướng dẫn cho tất cả các bạn mà khi mà các bạn muốn xét mô hình nhà màng. Và đây là cái nhà màng mà bên mình đã trồng dưa lưới xong. Khi mà trồng dưa lưới xong là bên mình chuẩn bị là tiếp tục là làm một cái mô hình khác. Và tiếp theo là khoảng 10 ngày nữa là bên mình sẽ xuống giống là dưa leo, dưa chuột, dưa leo baby hoặc là dưa chuột baby. Cái loại dưa này thì ăn rất là ngon, dưa chuột đấy, và giá thành của nó cũng cao. Và hôm sau mình sẽ quay review lại cho tất cả các bạn xem. Đây, mời các bạn xem ở đây, trên này là dưa lưới các bạn này. Bên mình chia ra hai ngăn nhé. Ngăn phía dưới là đây là cái màng lưới này. Ngăn ở trên này là đây là dưa lưới. Dưa lưới này là bên mình nó còn khoảng 1.500 trái. Nếu mà bạn nào bán buôn ấy, thì các bạn liên hệ bên mình là bên mình cung cấp luôn. Chỉ còn khoảng 1.500 trái cả nhà nhé. Đây này, dưa đây. Đây là dưa lưới TL3. TL3 là loại dưa mà nó cho tỷ lệ đường nó cao cả nhà nhé. Nó rất là ngọt. Trái của nó không lớn đâu. Trái của nó chỉ nặng khoảng 1 cân đến 1,5 cân là lớn rồi. Nhưng mà rất là ngọt, nên là nhiều người rất là ưa chuộng. Còn 1.500 trái thì bên mình bán cũng không lâu đó. Nó cũng không quá nhiều, nên là bên mình để bán lẻ xem có bà con nông dân người ta muốn thưởng thức ấy, thì bên mình sẽ cung cấp cho để ăn thử. Còn nếu mà bạn nào lấy xỉ thì bên mình chốt sớm để chuẩn bị xử lý cái nhà vườn này. Bên mình sẽ cắt hết, sau đó mình xử lý qua nấm bệnh. Các bạn thấy ở đây là một số nấm bệnh đây. Mình cắt xong mình xử lý. Còn khi trồng dưa này là bên mình không có phun gì hết. Không có phun, không có thuốc bảo vệ thực vật. Nên là mô hình công nghệ cao ấy là dưa rất là sạch và an toàn. Khi xuất bán thì mình có thương hiệu rồi thì người ta sẽ tin tưởng mình và người ta ủng hộ mình sẽ nhiều hơn. Chuẩn bị là làm mô hình trồng dưa leo cả nhà nhá, ở đây nhá. Hôm sau là bạn nào quan tâm đến mô hình trồng dưa leo, dưa chuột baby. Dưa leo mà siêu trái cả nhà nhá, một gốc của nó ra không biết bao nhiêu là trái. Thì mình sẽ review lại cho cả nhà xem cái mô hình và cái quy trình trồng như thế nào để đạt được năng suất là cao nhất. Đấy, mô hình nhà màng nhà lưới bên mình. Ở đây là hơn 2.000 mét vuông cả nhà nhé. Cứ mỗi vụ trôi qua thì nó cũng cho Nông Thịnh có thêm thu nhập. Đây là các dự kiện chuẩn bị trồng. Đây, cùng ra bên ngoài cả nhà nhé.
Đây, ra bên ngoài là trời nó còn mưa đó này. Đây các bạn thấy mưa chưa? Nước chảy rồi. Nhưng mà ở trong nhà màng đâu có thấy gì đâu. Hợp tác xã công nghệ cao Nông Thịnh. Đấy. Hẹn gặp lại cả nhà ở một số video sau nhé.